Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Erling Haaland phiên bản 23 UCL. Erling Haaland, một trong những ngôi sao hàng đầu ở làng túc cầu đương đại, nên không khó hiểu khi tiền đạo người Na Uy liên tục được nâng cấp về mặt chỉ số. Ở trong phiên bản lần này, chỉ số xuất xa của Haaland đã được cải thiện thêm một chút, nên Haaland phần nào đó cũng tỏ ra nguy hiểm hơn cho những cự ly ngoài vùng cấm. Tiếp tục sở hữu hai chân 5-4, vì thế mà độ ổn định khi sút bằng chân phải đã được tăng lên kha khá so với những mùa giải chân 5-3. Nếu xét riêng ở trong vòng cấm, khả năng dứt điểm của Haaland bằng cả hai chân đều rất tốt, nhưng nếu tư thế dứt điểm không được thuận lợi, độ hiệu quả của chân không thuận sẽ có phần bị giảm đi. Với chiều cao lên đến 1m95, Haaland đương nhiên có lợi thế trong những tình huống bóng bổng, vì thế mà khả năng không chiến của tiền đạo Man City cũng rất đáng gờm. Tuy vậy, nhiều lúc cảm giác Haaland hơi lười trong việc bật nhảy, điều đó khiến cho những quả đánh đầu sau đó không được như ý. Sở hữu chiều cao 1m95, thể hình to, cân nặng 94kg, nên không khó hiểu khi Haaland thường có lợi thế trong tình huống tranh chấp tay đôi 1-1. Điều mà Haaland sợ hơn đó là khi đối đầu những trung vệ nhanh nhẹn có thể chạy lên trước để cài người hoặc tắt bóng. Đối với Haaland, anh em nên chỉnh chiến thuật đơn khu vực trung tâm thay vì chạy chỗ, để Haaland hoạt động chủ yếu ở trục giữa, hạn chế bớt đi những tình huống dạt biên. Bởi anh vốn dĩ khá vụng trong những tình huống rê giác, nên nếu có dạt biên sẽ khá tù và khó làm nên điều gì đó đặc biệt. Bên cạnh đó, anh em cũng cần xây dựng những chân truyền bóng thượng hạng để cung cấp những đường bóng tốt nhất dành cho tiền đạo người Na Uy ghi bàn. Tốc độ của Haaland khá ổn, nhưng với thể hình đồ sộ nên anh tăng tốc không được nhanh. Vì thế mà cần chờ Haaland di chuyển được một lúc, anh em hẳn chọc khe sẽ tốt hơn. Khả năng truyền trọt của Haaland ở mức tạm chấp nhận được đối với một tiền đạo. Với những tình huống có tư thế chuẩn, Haaland truyền khá ổn áp, nhưng với những tình huống chưa có tư thế chuẩn, do thể hình đồ sộ xoay sở không tốt, nên nếu ép anh truyền nhanh, vừa xoay người vừa truyền bóng, tỷ lệ truyền lỗi sẽ là tương đối cao. Tổng quan, anh em nên ưu tiên thực hiện truyền bóng ở mức cơ bản đối với Haaland. Tổng quan, Haaland phiên bản 23 UCL chưa có nhiều sự đột phá so với những phiên bản khác. AI của Haaland có phần cải thiện hơn so với những phiên bản đời đầu của anh, nhưng nhìn chung cũng chưa phải dạng dễ dùng cho đại đa số các anh em, cũng như anh em sẽ mất khá thời gian để làm quen với lối di chuyển của tiền đạo người Na Uy. Nếu anh em kỳ vọng Haaland có thể tăng chỉ số trong tương lai, anh em có thể tậu anh về để có một Haaland có chỉ số cao và mức lương vừa phải. Và đó là bài review của mình về Erling Haaland phiên bản 23 UCL. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và dấu subscribe đăng kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.